Tắt nè. Đó. Rồi. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để mình khắc phục một cái mạch công suất nữa các bạn. Đó, một cái cục công suất. Đây. Đó, màu đen của nó đó. Đó. Thì hiện tượng của nó đó là nó bị bụp ở lo các bạn. Mình hát là bình thường ha, nhưng mà vẫn bị bụp ở lo. Thì sau khi mình kiểm tra nè, mình thay con tụ này không hết nè. Rồi mình thay con tụ ở đây luôn, cũng không hết nè. Đó. Thì cuối cùng á, là mình cải thiện bằng cách là mình bóp tụ của cái phần rờ le nè. Có nghĩa là tụ nó lớn á, mình sẽ hạ nó xuống, nhưng cũng không hết luôn các bạn. Đó. Nó chỉ có hết được có mình tắt ví dụ như 3 lần đi, thì nó hết được một lần. Hai lần kia nó vẫn bụp ha. Đó. Thì sau khi cải thiện hết rồi, nhưng mà nó cũng không hết. Bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem là nó bụp như thế nào ha. Mở lên nè. Đó, có đèn nè. À, có nhạc nè. Mở nhạc lên. Đó. Hát bình thường ha. Rồi, bây giờ mình sẽ dặn nhỏ xuống để mình tắt xem coi nó có bụp hay là không. Bây giờ trước tiên là mình sẽ để cái cục này lên đây cho các bạn xem nó bụp và nó có văng cái cục này ra không. Nè, bây giờ mình sẽ tắt nè. Đó, thấy không? Mở lên nè. Rồi tắt nè. Đó. Mở lên. Đó. Ở ngoài này á là nó bụp mình nghe nhỏ vậy đó. Nhưng mà khi mà nó nằm ở trong thùng các bạn, nó bụp một cái là nó muốn đứt luôn mấy cái lò trép luôn á. Bắt đầu nè. Đó. Đó. Rồi thì với cái hiện tượng này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để mình khắc phục nó ha. Đó. Đây. Bây giờ đầu tiên các bạn mở mấy cái dây này ra, mình sẽ tìm cái dây nguồn nào để nó cấp thẳng vô trong cái biến áp của mình nè các bạn. Đây nè. Ở đây có hai dây nè. Đó, hai dây có cái đầu vàng nữa các bạn. Thì ra đây, một dây nó cấp thẳng vô biến áp nè. Tới đây, nó dòng ra đây. Đó, dòng ra đây nữa các bạn, cấp vô biến áp nè. Mình lấy hai cọng dây này ra. Các bạn tháo gỡ hai cọng dây mà nó đưa vào biến áp ra ha. Đây, sau khi các bạn đã tìm được cái đầu dây của cái biến áp này nè các bạn. Đó, đây. Rồi, tiếp theo các bạn tìm cho mình một con tụ như vậy. 0.1 UF ha. Đó, mình sẽ hàn ra hai cọng dây như vậy nè các bạn để mình test thử á. Nếu nó ok rồi á thì mình sẽ hàn thẳng vô trong cái mạch của mình luôn. Đầu tiên các bạn dùng một cọng nè. Một cọng các bạn hàn vô trong cái đầu này là có nghĩa là cái đầu này nè các bạn. Dây trắng nè. Mình sẽ hàn vô. Đó, một đầu nè. Còn một đầu còn lại các bạn hàng vô đây. Sau khi mình đã hàng vô chỗ này nè các bạn, xong là được hai đầu rồi. Đây tụ đây. Đó. Bây giờ mình sẽ để nó nằm đây ha. Nếu như xong rồi ok, nếu như cái mặt nó không có còn bị bập nữa thì mình sẽ hàn thẳng vô hai cái đầu dây này nè các bạn. Đó. Ok. Xong. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử ha.
Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở lên. Dàn nhỏ xuống nè. Mở lên nè. Đó, dàn nhạc lên nè. Lấy cái này nè. Mở nhạc lên. Đó, dàn lớn lên nè. Đó, tiếp theo mình sẽ đặt cái cục này vô nữa các bạn. Đó, mình tắt thử ha. Đó, hết rồi nè. Mở lên. Tắt nè. Đó, mở lên. Tắt nè. Rồi, ok. Mở lên ha. Tắt nè. Đó. Rồi. Rất là đơn giản. Cuối cùng mình chỉ việc là mình lấy cái con tụ này nè. Các bạn tháo ra. Các bạn cắt hai cái đầu dây này cho nó hé dây đồng ra. Rồi mình hàn cái hai đầu con tụ này vô. Bỏ con dây này ra ha. Dây này mình đi test thử thôi. Thì bên kia nó cũng tương tự vậy thôi. Đó, bên mạch công suất bên đây. Bên đây nó cũng tương tự vậy thôi, nó cũng bị nổ bụp vậy đó các bạn. Thì mình cũng làm y như là bên đây ha. Rồi. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách để mình khắc phục lại cái tiếng bụp của một cái đẩy công suất ha. Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào. Và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.